sẽ hân hoan tiến vào cùng thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thánh xuân. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với Hội Thánh mừng kính trọng thể lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thực ra, trong bất cứ thánh lễ nào, chúng ta cũng đã suy tôn mầu nhiệm thánh thể. Tuy nhiên, vì muốn để nhấn mạnh tầm quan trọng của thánh thể trong đời sống của mỗi tín hữu, nên Mẹ Hội Thánh đã chọn riêng một ngày để chúng ta dành thời giờ nhiều hơn trong việc tôn thờ, chiêm ngắm và tạ ơn tình yêu Thiên Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được đón nhận chính Chúa Giêsu là nguồn của mọi ân phúc. Nên giờ đây, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến để tham dự bữa tiệc thánh trong thánh lễ này với lời tha thiết đầy yêu thương: "Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu Thầy. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Những ngày lễ quan trọng trong tuần: thứ Hai, ngày 24 tháng 6, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả lễ trọng; thứ Sáu, ngày 28 tháng 6, trọng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu lễ trọng; thứ Bảy, ngày 29 tháng 6, hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ lễ trọng; Chủ nhật ngày 30 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 mùa thường niên. Giờ đây, mời cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ do linh mục Michael Đỗ Huy Nhật Quỳnh cử hành. Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mặc từ hốc đá chảy ra. Xin danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin kính chào quý bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ về nơi đây dâng thánh lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa Giêsu Kitô nồng sên. Dâng thánh lễ này, chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta biết yêu mến Bí Tích Thánh Thể hơn. Và mỗi khi chúng ta lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa sau khi chúng ta tham dự thánh lễ, xin cho mừng chúng ta biết trở thành những Chúa Kitô sống động, những nhà tạm sống động đem Chúa Kitô đến cho mọi người. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy dùng lòng thống hối ăn năn, nhìn nhận những thiếu sót chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và xin Chúa thứ tha để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa hư bên hư Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng với Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiện trí cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Melchizedek là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao. Ông chúc phúc cho Abraham rằng: Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abraham, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông, và Abraham dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa. Con là thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Con là thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu ta cho tới khi ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân con. Con là thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trưởng quyền binh của Ngài rằng: Con hãy thống trị giữa quân thù. Con là thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Các thủ lãnh cùng hiện diện bên con. Ngày con Giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng, trước rạng đông, tựa hồ sương xa, ta đã sinh hạ ra con. Con là thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: Con là thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Con là thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Đọc hai chiếc thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nổ
Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén và phán: chén này là chén tân ước trong máu ta. Mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán: ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy, khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông đổ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: hãy cho họ ngồi xuống, từng nhóm đổ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ trọng mình và bảo thánh Chúa Giêsu Kitô. Thánh lễ chúng ta cử hành hôm nay không chỉ liên hệ tới việc bánh và rượu trở thành mình và mẫu Chúa Kitô sau lời truyền phép của vị chủ tế, mà còn liên hệ tới từng người Kitô hữu chúng ta là những người lãnh nhận mình và mẫu Đức Giêsu Kitô khi hiệp lễ. Vâng, lúc hiệp lễ chúng ta lãnh nhận điều gì đó rất là thánh thiêng, đấy chính là Đức Giêsu Kitô phục sinh. Việc này xảy ra hàng ngày, xảy ra trong mỗi thánh lễ chúng ta cử hành và xảy ra hàng ngày trên toàn thế giới. Bởi vì là ngoài cái thánh lễ vào ngày Chủ nhật, chúng ta còn có thánh lễ hàng ngày. Ngày nào cũng có cử hành thánh lễ, ngày nào cũng có phép lạ thánh thể xảy ra trước mắt chúng ta, chỉ trừ ngày thứ sáu tuần thánh và sáng thứ bảy tuần thánh là không có thánh lễ, mà chúng ta chỉ cử hành nghi thức thương khó tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và sáng hôm sau chúng ta đọc kinh nhật tụng. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta thực sự tin vào những điều xảy ra trong thánh lễ, và nếu chúng ta thực sự tin rằng điều chúng ta lãnh nhận là chính cái mà Chúa Giêsu đã hy sinh trao ban chúng ta, đấy là mình và máu thánh của Người, thì chắc hẳn rằng
chúng ta không chỉ đi tham dự thánh lễ vào ngày Chủ nhật và lễ trọng mà thôi, mà chúng ta còn dự lễ vào ngày thường nữa. Thật vậy, thưa quý bà anh chị em, lòng của chúng ta luôn luôn khát khao, luôn luôn mong mỏi điều gì đó, nhưng chúng ta liệu có biết chúng ta đang khát khao điều gì không? Chúng ta đang mong mỏi điều gì không? Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe kể về một đám đông chừng có 5 người đàn ông theo Chúa Giêsu, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Thật sự đây chẳng phải là ít, rất đông người chạy theo Chúa Giêsu. Vậy họ tìm kiếm điều gì nơi Chúa Giêsu? Họ muốn Chúa Giêsu làm gì cho họ? Vâng, họ đang đi tìm điều gì đó nơi Chúa Giêsu. Họ muốn điều gì đó. Thế nhưng chúng ta cũng đã biết việc Chúa Giêsu đã làm cho họ. Ngài giảng dạy cho họ về nước Thiên Chúa. Ngài dạy cho họ về sự thật và công lý. Ngài dạy cho họ về lòng thương xót và bác ái, về lòng vị tha. Và rồi Ngài chữa lành cho họ khỏi đau yếu bệnh tật, khỏi bị quỷ ám, khỏi bị đau buồn hoạn nạn. Và cuối cùng Ngài nuôi dưỡng họ chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Mọi người ăn và ai nấy cũng được no nê thỏa thích. Và sau đó các môn đệ đã đi thu lượm lại được 12 thúng bánh vụn đầy. Thưa quý vị và các chị em, chúng ta đã tham dự thánh lễ để lắng nghe lời của Chúa nói với mỗi người chúng ta qua các bài đọc kinh thánh. Các bài đọc kinh thánh dạy chúng ta về nước Thiên Chúa và làm thế nào để chúng ta sống cuộc sống của mình cho thật xứng đáng là con của Chúa. Và hôm nay chúng ta cứ hành thánh lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa. Chính Chúa Kitô nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thịt của Người, bằng chính máu của Người. Thực sự đây là một biến cố rất trọng đại trong giáo hội. Biến cố này xảy ra vào mỗi Chủ nhật khi chúng ta cử hành thánh lễ, và mỗi ngày trong tuần khi có cử hành thánh thể. Được nuôi dưỡng bằng nguồn thần lương bổ dưỡng ấy, tâm hồn mỗi người chúng ta mới được mãn nguyện dường nào. Và lát nữa đây, khi đến nghi thức hiệp lễ, mỗi người chúng ta tiến lên lãnh nhận mình và máu thánh của Chúa Kitô. Vậy thì chúng ta hãy xin mình và máu thánh của Chúa Kitô nuôi dưỡng, bồi bổ tâm hồn mỗi người chúng ta thật no nê. Và chúng ta xin mình máu thánh Chúa Kitô chữa lành tâm hồn và thể xác chúng ta khỏi những tai ương, bệnh tật, khỏi những chức cám dỗ, hầu cho tâm hồn của người chúng ta tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Và đồng thời xin cho mọi người chúng ta luôn biết trở thành những Đức Kitô sống động, những nhà tạm sống động, đem chính Đức Kitô đến với tha nhân, hầu cho họ cũng được no thỏa. Amen. Xin mời anh chị em chúng ta tương xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta
và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào tâm giá vì chúng ta. Thời quan Pontius Pilato, người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người về nơi Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến nỗi lấy chính thịt máu mình để nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin. Con là thượng tế muôn đời theo phẩm hàm Melchizedek, xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa biết lấy chính thân mình làm hy lễ theo mẫu Chúa Kitô để trở nên nguồn ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Xin cho mọi Kitô hữu luôn khát khao của ăn đích thực là thánh thể Chúa Kitô, của ăn nuôi dưỡng linh hồn bằng cách siêng năng tham dự bàn tiệc thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các con hãy cho họ ăn đi. Xin cho những ai đến nhận lãnh mình Thánh Chúa Kitô cũng biết chia sẻ chính những gì thuộc bản thân cho anh chị em đồng loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả đều được ăn no. Xin cho những anh chị em đang tham dự thánh lễ này, tuy không trực tiếp rước Chúa vào lòng, nhưng đón nhận trọn vẹn ân sủng của bí tích thánh thể nhờ lòng tin và tình thương Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con một niềm tin mạnh mẽ xuất phát từ lòng mến thẳm sâu, biết sống trọn vẹn với Chúa, để nhờ ân sủng của Chúa, chúng con được lãnh nhận ơn cứu độ cho bản thân và cho muôn người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa công hiến Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúa công hiến Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để y lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận y lễ bởi tay Cha để ta đồng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bi tích nhiễm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là chính Ngài. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ân cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi cùng với các tông đồ dự bữa tiệc ly, người muốn cho muôn thế hệ tưởng nhớ mầu nhiệm thập giá sinh ân cứu độ, nên đã hiến mình cho Cha làm con chiên vẹn toàn và làm của lễ ngợi khen hoàn hảo được Cha chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm cao cả này, Cha thanh hoa và dưỡng nuôi các tín hữu để mọi người trên khắp địa cầu được đức tin duy nhất chiếu soi và được liên kết trong cùng một đức ai. Vậy khi chúng con đến tham dự bàn tiệc thánh tế kỳ diệu này và được thâm nhuận ân sủng, chúng con như đã được dự tiệc trên trời. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới cùng với toàn thể thiên thần. Chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ta đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoa hô Chúa trên cả tầng trời, Chúa cùng ngâm ngự đến nhân danh Chúa, hoa hô Chúa trên cả tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nỗi mình chưa khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộm vì các con.
một thế thức ấy so vừa ăn tôi. Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và nên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Timothy, Giám mục giáo phận chúng con, Đức Cha Don, Giám mục phụ ta, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, Ban Trong Nông Đức Trinh Nữ và toàn các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giao nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, người Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nơi vật hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, như từ chúng con cho hoài sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.
đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đang xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng cho ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành. Chúng con tuy còn ở dưới thế,
nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng xin. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lên xong chúc anh chị em đi bình an. Oh,
chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.